Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có mua được một chiếc Bell & Ross rất là hay và phù hợp với anh em trong tầm tiền. Như chiếc này thì nó được anh chủ cũ mua tại chính hãng Milux Việt Nam, và anh ấy mua vào năm 2018 với đầy đủ hộp sổ thẻ. Đó. Chúng ta sẽ có mã của chiếc này là BR0392 Ceramic. Đó. Đây là cái quyển sổ của chúng ta. Đó, và mình sẽ cùng bỏ chiếc đồng hồ này ra và xem ở dưới. Các bạn có thể thấy ở đây đó là ngày mua là mùng 10 tháng 4 năm 2018. Đây là bản Phantom Ceramic. Đó, bản này rất là cao cấp khi mà chúng ta sử dụng toàn bộ phần thân ceramic. Sợi dây NATO tặng kèm thì còn chưa sử dụng, và cả cái seal này thì cũng chưa được bóc ra luôn các bạn nhé. Đi kèm thì chúng ta sẽ có hai cái tool để chúng ta có thể là tự thay dây ở nhà. Đó. Rất là đầy đủ. Đây đều là những cái gọi là tiêu chuẩn của Bell & Ross khi mà các bạn mua, và các bạn có một cái sản phẩm mà full box đầy đủ thì nó sẽ như vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ qua cái phần này và mình sẽ lên tay cho anh em. Chuẩn của cái thẻ này là chúng ta sẽ phải đút ở đằng sau này các bạn ạ. Khi mà các bạn đút ở trong này là chuẩn nhất. Chiếc BR0392 Phantom Ceramic là một chiếc đồng hồ thuộc dòng BR0392. Và dòng này thì sẽ có size là 42 mm vuông các bạn nhé. Tức là chiều này của chúng ta là 42 mm và chiều này 42 mm. Cho nên là sản phẩm này nó không hề to một chút nào và hoàn toàn dễ đeo. Các bạn có thể thấy là cái phần lắc tu lắc của nó chỉ đến khoảng tầm 46 mm thôi. Cho nên là với cái chiếc đồng hồ này thì tay các bạn khoảng 16 cm đến 16.5 cm là chúng ta đã đeo được rồi. Với phiên bản Phantom Ceramic này thì chúng ta sẽ có toàn bộ phần thân case được làm bằng ceramic ZRO2. Thì ở đây nó có ghi rõ đằng sau luôn, như các bạn thấy ở đây. Đó. Đằng sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin như là cái ceramic này, ZR02 này, và máy sử dụng máy automatic. Độ chống nước là 100 m và được sản xuất tại Thụy Sĩ. Logo Belros và cái mã chuẩn xác của nó là BR0392CBL. Và serial number của nó là 08614 như các bạn thấy ở đây. Chiếc này thì thuộc cái series Aviation và Military của họ. Đó. Thì với chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đặc trưng là 3 kim một lịch, và chúng ta sẽ có tất cả nó được làm với một cái màu đen. Và cái kim dây này của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái kim dây với cái đầu được làm thêm với cái màu đó là màu ghi xám gray. Mặt dial của chúng ta thì sẽ là sự kết hợp giữa cọc số Arabic và cọc số vạch. Trong đó cọc số Arabic của chúng ta thì tại vị trí 36912, còn cọc số vạch của chúng ta thì tại 8 vị trí còn lại. Ô lịch ngày của chúng ta thì được đặt ở giữa góc 4 và 5 giờ trong một ô lịch màu tròn, hình tròn như các bạn thấy ở đây. Kim giờ và kim phút của chúng ta, trong đó kim giờ được làm to bản và kim phút được dài và thuôn mảnh. Logo Bell & Ross ở ngay dưới cọc 12 giờ và logo BR0392 ở ngay trên góc 6 giờ. Hai cái dòng chữ này thì cũng được in với cái màu là màu gray, màu ghi xám các bạn nhé. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái thân hình vuông và bao lấy cái benzen tròn này. Chúng ta sẽ có bốn con vít ở bốn cạnh, bốn con vít này được đặt vào, cho nên các bạn có thể thấy là bốn con vít này cái cạnh của nó thì đều là hướng tâm cả. Rất là hay. Nói về design thì Belros luôn có một cái iconic design với cái dòng mà đồng hồ vuông này. Đáy sau là đáy kín như mình đã show cho anh em. Còn kính ở đây sử dụng là kính sapphire, và chúng ta sẽ có đó là kính sapphire với lớp phủ chống lóa trong. Chiếc BR0392 này sử dụng bộ máy base trên dòng ETA 2892. Và bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 21 chân kính. Chúng ta sẽ có 28.800 tần số động và các bạn sẽ có 42 giờ tích cót. Núm bên phải của chúng ta là núm thường, không phải núm screw down, vì chiếc này chống nước là 100 m, cho nên là các bạn có thể thấy là núm của nó là rất là dễ sử dụng thôi, không có gì cả. Đáy sau của chúng ta thì sẽ được gắn với thân bởi bốn con vít, và bốn con vít này bốn con vít vặn, cho nên các bạn sẽ thấy là cái tâm vít nó không hướng tâm như đằng trước. Đằng trước là chúng ta chỉ đặt vào thôi để tạo trang trí, cho nên nó sẽ làm hướng tâm rất là đẹp.
Đi kèm với chiếc này thì chúng ta sẽ có hai sợi dây, một sợi dây NATO như mình show với anh em khi anh em mở hộp, còn một sợi dây này là sợi dây cao su, và sợi dây cao su của nó được làm to bản và đeo ra cũng rất là đã. Khóa của chúng ta thì không được làm bằng ceramic và khóa này sẽ được làm bằng thép không gỉ các bạn nhé. Thì với khóa bằng thép không gỉ thì các bạn có thể thấy là cái chất thép nó lạnh hơn khá là nhiều so với cái ceramic. Khi đeo trên tay thì như mình nói, chiếc đồng hồ này tay anh em khoảng 16.5 thì chúng ta đeo sẽ là đẹp, và thực sự là chiếc size 42 này cực kỳ dễ đeo và nó tạo cá tính cho anh em khi anh em đeo trên cổ tay đó. Chiếc này thì được bán hiện tại tại thời điểm 2021 thì được bán chính hãng tại Mylux với giá là 95 triệu, còn trước đây thì nó có giá là 4.200, tương đương khoảng 105 triệu gì đó. Bây giờ hiện tại nó đang có cái giá khuyến mại tại hãng là 95 triệu, còn chiếc qua sử dụng này thì bên mình bán lại mức giá rất là tốt là 38.500. Thì nếu như anh em nào mà thích chiếc Baron Rose BR0392 Phantom Ceramic này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.